Mày là thằng nào? Là chửi thề cái là tới câu đó. Mày là thằng nào? Con vừa dứt câu một cái ha, hai thằng nó cầm mã tấu nó chạy vô. Hai thằng cầm mã tấu chạy vô. Trời ơi. Cái bắt đầu là mấy đứa trong nhóm. Hảo 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 chạy đi Hảo, chạy đi Hảo. Nó có hàng, nó có hàng. Rồi. Bùi Tấn Hảo là một diễn viên trẻ, nhà biên kịch kiêm phó đạo diễn có tiếng của Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ. Anh bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật với vị trí là một dancer. Sau đó, anh dần dịch chuyển qua đóng hài và tham gia nhiều dự án quảng cáo. Nhờ vậy, anh dần tạo được tên tuổi với vai trò nhà biên kịch tạo chú ý nhờ hình ảnh soái ca trong nhiều dự án phim như Spa Thị Phi, phim Cấp 3. Tấn Hảo được nhiều cư dân mạng quan tâm và theo dõi. Điều gì đã làm nên một diễn viên kim biên kịch triệu view này? Hãy cùng lắng nghe anh kể chuyện cuộc đời của mình. Câu đầu tiên thì cho chú Dân hỏi là tại sao Hảo lại chọn cái nghề này? Ngay từ nhỏ là con đã thích cả một cái khoảng thời gian đi học của con là con thích hát, thích nhảy, rồi thích làm những cái bộ môn hip hop này kia đó, lướt ván tất cả các thứ và không có cái gì ra cái gì hết. Có một người bạn thân nói với con rằng là ê Hảo, tao thấy mày nên đi thi diễn viên đi. Diễn viên hài đi. Mày nhìn mặt mày hài quá. Mà lúc đó mặt hài thiệt con công nhận về cái điều đó nha. Nhưng mà lúc đó là con bỏ ngoài tai cái chuyện đó. Con nói với nó là trên cái đất nước Việt Nam này cả 100,000 diễn viên mà đâu phải ai cũng nổi tiếng được đâu. Mà chắc gì thì tao sẽ là một trong những người nổi tiếng đó. Theo con quan điểm là làm diễn viên thì phải nổi tiếng thì mới làm chứ không những nổi tiếng làm chi. Sau đó thì thi đại học. Con thi đại học. Ngọc ngành gì vậy? Con cũng chả biết đăng ký vào ngành gì. Lúc đó con xin phép nói thêm. Con chả biết là con đăng ký vô ngành gì đó. Nhưng nhà không định hướng à? Không định hướng luôn. Bạn tự quyết định hết. Thực ra thì con chả có thời sinh viên luôn chú ơi. Vậy hả? Cái ngày mà con đi thi đại học á là ngay cái ngày mà con chuẩn bị thi một cái cuộc thi nhảy. Thì đó là một cái cột mốc đầu đời mà con rất là muốn tham gia. Tại vì anh em đã tập với nhau cũng đã cả tháng trời rồi. Nhưng mà ngay cái ngày đó, con nhớ luôn ngày đó là ngày 4 tháng 7 là cái ngày đi thi đại học. Éo le thế. Con phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Rồi cuối cùng quyết định sao? Con quyết định thi đại học. Nhưng mà trong phòng thi thì con chỉ nhớ tới anh em ở ngoài kia đang thi nhảy, kết quả rớt. Có buồn không? Con buồn vì con đã bỏ thi nhảy, con đi thi đại học mà vẫn rớt. Biết thế là thi nhảy rồi. Xong cái cuộc thi đại học đó thì mẹ cũng không buồn mấy. Mẹ biết rồi, khả năng của mày nhiêu đó thì nhiêu đó thôi chứ. Mẹ mới nói là thôi bây giờ là vô công ty mẹ làm đi. Thì mẹ cũng làm ở trong đó, mẹ cũng là công nhân. Mẹ nói là bây giờ vô đó làm đi, rồi đợi một năm sau rồi thi đại học tiếp, vô làm công nhân. Nhưng mà thực sự nếu mà đi vô làm thì cũng rất là cực. Mấy cái bình 20 lít á chú, mà một ngày là con khiêng khoảng 400-500 bình. Mà 20 lít là 20 ký thì chú cứ nhân lên đi là cũng 10 tấn đó chứ không ít đâu. Vậy lúc đó chắc còn khỏi cần tập tạ. Trời ơi, tướng con vẫn là ok, cơ bắp rồi, bụng 6 múi 8 múi. Bụng thì không 6 múi nhưng mà tay nha, vai nè, khiêng nè, khiêng vai nè. Người ta kêu là cơ thở hồ á. Cơ thở hồ đó. Cơ. Lúc đầu con chỉ là nói làm cho vui thôi. Lay quay cái 4 năm. 4 năm thanh xuân của con. Sao nói 1 năm? Nó bị dính. Dính gì? Là trong đó là có một cái đội văn nghệ. Lúc đầu là có một cái chị đội trưởng của cái đội văn nghệ, chị Khoái. Chị mới nhìn liền, em tên gì. Là từ đó về sau là con được vô đội văn nghệ luôn. Được múa nè, được hát nè. Mà trong công ty mà kiểu là công nhân mà, thì chú cũng biết là họ chỉ có hát mấy cái bài truyền thống rồi múa này kia thôi. Còn vô còn nhảy hip hop. Con vừa bước một cái quơ tay động tác đó là nguyên một cái hội trường là wow. Kiểu là mình đứng trên cái bục vinh quang đó vô. Mà mẹ mình ở nhà hồi xưa nha, mẹ nói là đi nhảy hoài à, tối ngày rồi đi tới khuya không có giữ sức khỏe gì trơn á, tôi không có cần nhảy nhót gì trơn á, tôi chỉ cần học cho giỏi thôi. Cái sau cái bữa mà diễn văn nghệ đó thấy nở mày cái nói cô Lan là cái cô giám đốc đó. Cô Lan nói trời thằng này nó giỏi như vậy á là có cơ hội là được lăng xê lắm đó nha, là đường sự nghiệp là cũng ok lắm á, chịu khó mà làm ở đây mà một thời gian là cũng người ta ưu ái về cái chuyện là văn nghệ rất là nhiều, làm công nhân rồi khi nào mà có show á, có event gì ở công ty hoặc là đi hội nghị khách hàng á thì đi ra tập xong cái bắt đầu đi show cái hết show cái đi về làm công nhân. Con bị đứng trên cái bục vinh quang mà nó bị ảo á. Con nghĩ là trời mình ngon dữ rồi, ngon rồi, thời tới rồi, đây là một cái nôi để mình phát triển nghệ thuật. Thời tới đỡ không kịp. Tại vì sao mình làm ở trong đó, mình cũng làm công nhân như người ta, nhưng mà người ta làm đầu tắt mặt tối, mình ra mình nhảy mình sướng muốn chết. Mình coi như không làm. Là cái kiểu là như là cá gặp nước rồi. Cá gặp nước luôn chú. Tôi lại tưởng khác. Sao chú? Tôi lại tưởng là không phải là dính về cái sự say mê nghệ thuật mà dính một cái cô nào đó. Có dính luôn. Nó biết ngay mà. Chú đúng là kiểu trải đời. Lúc đó thì trong công ty thì cũng mấy cô đều cũng khoái, cũng thích.
Con có quen một cái cô bé đó. Đó cô bé đó học lớp 11. Tới cái cô bé đó thì con cảm thấy là con bé này nó còn nhỏ quá, nó mà cứ có ngày giận hoài. Bé này tính khí nó kỳ lắm. Cứ kiếm chuyện, nói anh không có. Trong cái đầu văn nghệ thì có con bé đó. Bé đó với con là rất là thân, rất là vui, có thể nói là một người bạn thân khác giới luôn đó. Cô người yêu ở nhà, cổ ghen và cổ nhiều lần nhắn tin là chửi cái cô gái ở trong công ty. No. Đó, thì con là cái người đứng giữa. Bây giờ mình đặt tên đi ha. Đặt tên nha, tên nhân vật đã được thay đổi nha. Con quen với lại My và ở trong công ty là Khương, thì My nhắn tin chửi Khương, thì con Khương mới nói chuyện với con và về cái chuyện đó, và con cảm thấy là không có đồng ý với cái chuyện đó. Con đi qua nhà của My và con nói là bây giờ đó em phải xin lỗi Khương liền, không có chấp nhận cái chuyện đó. Thì My lại chối là không có phải là em làm cái chuyện đó. Nhưng mà lúc đó là điên máu rồi, con nói là bây giờ đưa điện thoại đây, bấm nút biến luôn, chia tay. Sau ngày hôm đó là những người bạn xung quanh của con bị nhá máy phá. Ví dụ như chú Trung Dân đi, thì chú mà có liên quan với con á là chú là bị phá hoài luôn. Bắt đầu là người ta mới gây áp lực cho con. Ê Hảo, mày coi lại bồ mày coi nó sao mà nó cứ phá tao hoài như vậy. Và tổng giám đốc của cái xí nghiệp mời con lên. Sau có con nhỏ nó nhắn tin cho cô như vậy: thằng Hảo, nhân viên của cô làm cho con có thai, bây giờ cô phải chịu trách nhiệm về chuyện đó. Cái cô nói trời ơi, sao bắt cô chịu trách nhiệm sao vậy, mà cái chuyện đó đâu phải là chuyện của cô. Rồi nó nhắn thêm cái là bây giờ muốn con không nhá máy nữa thì cô đuổi việc đó đi. Vậy là cô ấy có thai là có thật? Dạ, có thai là không có thật. Cả ngàn nhân viên nha, cả ngàn công nhân nha, đi ngang con cứ dòm kiểu dè biểu, tại vì người ta cũng đâu biết sự thật như thế nào. Tò mò nữa. Dạ, thì người ta cũng chỉ trỏ, người ta nói này nói kia. Con thực ra con đi đi ăn sáng hay là con đi xuống ăn trưa này kia đó, ngồi với một rừng người mà ai cũng nhìn con nhé. Cái chuyện đó rất là áp lực, và thậm chí mẹ con cũng bị ảnh hưởng. Mẹ con lúc đó đang làm ở trong đó. Cái một thời gian sau con quen bé mới. Bé đó tên Thảo đi. Là con chở xuống cái chỗ con tập nhảy. Vừa tới trước cổng nha, thấy nguyên đám rất là đông ở ngoài trước cổng. Con nghĩ ô, bữa nay trung tâm mình có gì vui vậy ta, có event gì, vô thấy vắng queo, ở đâu có nhạt nhẽo đâu ta. Đó, cái bắt đầu là vừa bước xuống xe cái có điện thoại: anh Hảo hả, có anh Hiếu ngoài này kêu ra nói chuyện nè. Anh Hiếu là cái anh ở trong cái nhóm của con đang tập nhảy, anh Hiếu là phó nhóm thì anh Hiếu phải vô đây chứ làm sao mà đứng ngoài cổng làm gì. Con chửi thề luôn á, nói mày là thằng nào, là chửi thề cái là tới câu đó, mày là thằng nào. Con vừa dứt câu một cái ha, hai thằng cầm mã tấu chạy vô. Trời ơi, cái bắt đầu là mấy đứa trong nhóm: Hảo chạy đi, Hảo chạy đi. Nó có hàng. Rồi chạy vô, con nhớ luôn, chạy vô nhà của bảo vệ, chạy vô bếp, nhìn thấy con dao rồi, cầm dao đứng núp nha, nghe tiếng bước chân cái cửa vô ha. Con thấy cái bóng rồi. Thiên hạ thủ chi cường, phải làm trước. Vừa ra cái bà vợ không bảo vệ, bà nói chị đuổi tụi nó ra rồi, ra đi. Con bị quê cái con ghệ của con, chở cái con ghệ xuống ra mắt nhóm mà để xảy ra chuyện. Thì cô ấy nói gì, sao sự việc cô ấy nói gì? Biến mất tiêu. Ồ, vậy con có cơ hội để quen kẻ thứ ba. Cô lúc đó cũng quê mà cũng nhục kinh khủng luôn á. Những cái chuyện mà ở trên nãy giờ con kể, thì cơ duyên nào mà con trở thành một cái... Cái lúc mà con ở Hàm Tân Bình Thuận á, là con có máy tính này kia, con viết lách, con viết về cái câu chuyện của con viết được 4 chương rất là dài về cái câu chuyện scandal của con. Thì lúc đó cũng rất là nhiều fan và rất là nhiều bạn hóng cái chuyện đó. Con về Cần Thơ là con có quen một cô bạn mới luôn. Quen nữa? Quen, lúc đó thằng bé nó lớp 12 và lúc đó bắt đầu nó vô đại học. Vô đại học rồi thì có chương trình văn nghệ thì nó tham gia, và con cũng đưa nó đi tập, đi diễn. Cái thấy nó tập ngứa nghề, ra bắt đầu là thị phạm làm này kia. Ý anh vậy thôi anh vô nhảy chung luôn đi, tại thiếu người chứ không, nếu mà không có bé đó mà nó kéo con lại là chắc con không có ngồi đây nói chuyện với chú luôn á. Con nói thật, cái sự sắp đặt luôn á. Nếu mà không có cái đó thì con ra Hàm Tân tiếp á. Đúng rồi chú ạ. Lúc đó là có một cái chương trình ở Sài Gòn về, đó là chương trình Cười Xuyên Việt năm 2015. Cười Xuyên Việt à? Cười Xuyên Việt hả ta? Hình như chú Huỳnh quen chú có chú là người đi tiễn anh Đức với cô Phi Phụng, còn chú là năm 2016 đúng không ta? Những người đó là họ tiễn cái top đầu dòng 1, còn dạ. Chú là vô cái dòng để chú kiểm tra để chú biết luôn. Dạ, con nè, baby nè, làm tiểu phẩm xong đi thi. Đi thi mà cái ngày mà thi á, bất ngờ là về nè thầy, gia đình không có cho hai đứa quen nữa, bởi vì thấy nẻ lông bông quá. Không cho đi show, không cho gặp mặt luôn. Con đang nằm ở nhà, baby nó mới gọi điện thoại, nó nói là em trốn ra khỏi nhà rồi. Bé nó nói là bây giờ anh qua đón em đi, em đang ở bên nhà của bạn. Nói rồi em đợi ở đó đi, rồi anh qua anh đón. Xong bắt đầu là chạy xe đi,
giờ mình cũng chả muốn rước, chả muốn rước chút nào, tại vì rước rồi mình đưa đi đâu. Nó rất là mông lung. Cái con quyết luôn, đi Sài Gòn đi. Mình đi thì mình phải có kế hoạch, mình phải để dành tiền, mình phải kiếm nhà trước. Đi mà không biết cái gì ở trên này hết trơn. Đường xá thì không biết, tiền thì không, nhà thì cũng chả biết. Mà nghe nhà trọ 2 triệu mấy 3 triệu là thấy quải chà đậu rồi, tiền đâu có. Nhưng mà cái lý do gì, cái động lực nào mà nó mạnh mức độ mà hai đứa phải quyết định là để đi Sài Gòn ngay lúc đó? Khùng quá chú. Rồi làm gì xong? Là lên là nhờ bà chị. Bà chị đó là bà chị biệt chị họ. Bà cho mượn 2 triệu để đặt cọc tiền nhà trọ trên này. Là dắt hai đứa đi thuê cái phòng đó. Phòng đó có 1,8 triệu mà rẻ lắm chú. Có gác luôn, không có nội thất nha. Nền cứng lắm, phải trải quần áo ra để mà nằm á. Mua thùng mì, tiền đóng tiền trọ nhiêu đó rồi còn dư mớ mua thùng mì. Tính dữ lắm chú, thùng mì 24 gói đi. Rồi tính nha, bây giờ là anh với em là mỗi ngày là mỗi đứa là 2 gói thôi. Là tính vị chi là 4 gói là mình ăn trong tuần. Đó, ví dụ chủ nhật mình nhịn cũng được. Ăn mì không? Ăn mì không. Mình đâu có mua cái thùng mì mà hảo hảo hay là mấy cái thùng mì xịn xịn đâu. Mình mua thùng mì giấy á. Mì giấy. Chú nè, trong cái đợt dịch đó con biết không? Dạ. Chú cũng không có gì ăn, chú có ăn mì. Dạ. Chú ăn dựng tuần lễ, cái chú dọn mặt chú nói trời hôm nay nó dậy thì trở lại hết trời. Mặt nổi bột giống như 14, 15 tuổi đó. Trời dậy thì chú mừng dậy sợ luôn. Cái ngưng mì cái nó hết liền. Cái sức đàn ông của mình mà ăn một ngày ít nhất cũng phải 4 gói. Ừ. Lay quay hết trơn thùng mì ăn có 3 ngày. Cái tự nhiên mình bị sợ. Tại mình không biết làm gì chứ. Mình không biết là mình sẽ làm gì những ngày tiếp theo ở đây. Cái phòng thì nó nóng, quạt thì không có, mà tối ngủ thì nó lạnh, mình không có mệt luôn. Cái con nói là bây giờ là không được, mình phải có việc làm. Nếu như không có việc làm mình sẽ chết ở đây. Bắt đầu là con lên mạng con tìm nhóm nhảy, rồi nhắn tin em mới ở Cần Thơ lên có tuyển dancer không thì em qua em làm. Thì cũng vài nhóm như vậy đó. Cái bắt đầu là ok đi qua casting là người ta nhận. Cần tiền quá, cần tiền lắm. Kỷ niệm như thế này là con đi diễn Đại Nam, diễn lúc đó diễn 2 bài. Và trên đường từ Sài Gòn đi Đại Nam nó rất là xa, và mấy anh em chạy rất là nhanh và rất là quen đường, con chạy theo không kịp. Lấn len nè, xi nhan không, quẹo không xi nhan nè, rồi gì đó, kính chiếu hậu không có đúng cái quy chuẩn nè. Trời, con nói thiệt là tiền trong túi là bay hết, bay sập. Không còn một đồng nữa từ bị Sài phạt, Gòn phải bị phạt. Từ Sài Gòn lên Đại Nam bay sập tiền luôn. Con phải tốn tiền mua cái kiến bự nữa. Là lên diễn là mình cũng nghĩ là Đại Nam thì cũng diễn xa nè, diễn xa là được